Với diện tích gần 1 hecta, gia đình ông Huỳnh Tân Phú tại thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên, huyện Krông-nô bắt đầu triển khai trồng bắp giống liên kết với công ty cổ phần CP Việt Nam từ năm 2013. Theo ông Phú, cây bắp giống rất thích hợp với đồng đất địa phương. Mặt khác, kỹ thuật trồng bắp giống không quá khó, giá trị kinh tế mang lại vượt trội so với nhiều loại cây trồng truyền thống khác. Trung bình, cây bắp giống cho thu hoạch 10 tấn mỗi hecta. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận 100 triệu đồng mỗi hecta. Với thời gian sinh trưởng chỉ hơn 3 tháng, có thể trồng được 3 vụ một năm. Chính những ưu điểm vượt trội này cùng hiệu quả mang lại, nên nhiều năm gần đây, ông Phú đã quyết định gắn bó lâu dài với loại cây trồng tiềm năng này. So với cái bắp thương phẩm mà những năm trước đây chúng tôi trồng, thì cái giá trị thu hoạch của cái bắp giống này nó cao gấp 2,5 lần so với cái bắp thương phẩm bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị của anh bắp giống này đó, là người ta đem đi người ta làm giống lại, thì cái yêu cầu của họ với mình đó, là nó cũng ngặt nghèo hơn, mà nó cũng không khó lắm đâu. Chịu khó làm lần đầu, lần thứ hai thì tìm hiểu với nhau, được nông dân chúng tôi trao đổi với nhau để rồi được cùng sản xuất. Xã Đức Xuyên, huyện Krông-nô hiện có 3 đơn vị đang liên kết trồng bắp giống với nông dân là công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống CP Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và tập đoàn Toàn Cầu với tổng diện tích hơn 300 ha. Tham gia liên kết trồng bắp giống, nông dân được các đơn vị hỗ trợ hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cam kết bao tiêu sản phẩm với giá thành cao. Đồng thời, để hỗ trợ nông dân sản xuất đạt hiệu quả, các đơn vị này đều cử kỹ thuật có mặt thường xuyên tại địa bàn để hỗ trợ nông dân trong suốt mùa vụ. Khi bà con nông dân hợp tác với công ty Syngenta chúng tôi, thì một là bà con nông dân sẽ được miễn phí các hạt giống bố mẹ trong quá trình mà sản xuất. Thứ hai là bà con nông dân được nhận các cái khoản tạm ứng về tiền mặt cũng như là các vật tư nông nghiệp để mà phục vụ cho cái sản xuất ngay từ đầu vụ. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đức Xuyên, với những ưu điểm vượt trội về hiệu quả kinh tế của cây bắp giống, nên hiện nay nông dân tại địa phương đã phát triển mạnh loại cây trồng này, dần trở thành cây trồng chủ lực tại địa phương. Để đảm bảo cho cây bắp sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại năng suất cao, nhiều nông dân đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun sương để cung cấp nước cho cây bắp, đặc biệt trong mùa khô. Và theo đó thì chúng tôi cũng liên hệ với các công ty để mà công ty ngô giống để mà mở rộng vùng, rồi hỗ trợ thêm về kỹ thuật, về các điều kiện khác để người nông dân yên tâm. Với những tiềm năng và lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với cây hoa màu, thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến cáo nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, đồng thời tăng cường kêu gọi liên kết với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tư vào địa phương, đồng hành cùng nông dân trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao trên cùng một diện tích đất.